Chùa Bồ Đề nằm ở phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Cách bờ bắc cầu Trương Dương khoảng 500m về phía nam, nơi chùa chính thờ Phật Pháp, Vương Triều Nhà Trần, Tam Tòa Thánh Mẫu. Chùa Bồ Đề từng được gọi là nơi bình yên hay nơi cứu rỗi những mảnh đời bị bỏ rơi giữa chốn nhân gian. Nơi đây là bến Bồ Đề, nơi Lê Lợi đóng quân, đánh thành Đông Quan, đánh đuổi quân binh xâm lược. Chùa Bồ Đề có tên chữ là Thiên Sơn, tấm bia cổ dựng năm Hoàng Định thứ 15 khoảng năm 1614 đời Lê Kính Tông, có chép lại việc dựng lại chùa và ghi rõ đại công đức Bồ Đề của vua Lê Thái Tổ. Chùa chỉ còn tòa thượng năm gian xây trên nền cao, dáng bề thế cổ kính. Bồ Đề hiện nay là một phường thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sở dĩ gọi là Bồ Đề vì xa xưa trong làng có hai cây Bồ Đề cao nổi bật giữa những làng quê ven sông Hồng. Ngang đỉnh tháp chùa Báo Thiên ở trong kinh thành Thăng Long ở bên kia sông. Chùa Bồ Đề còn có tên gọi là Thiên Sơn Tự, chùa tọa lạc tại thôn Phú Viên. Các tài liệu lịch sử còn ghi lại là vua làm lầu nhiều tầng ở dinh Bồ Đề trên bờ sông Lô, cao bằng tháp Báo Thiên, hàng ngày ngự trên lầu quan sát vào trong thành xem giặc làm gì. Dinh được gọi tên là dinh Bồ Đề vì lúc ấy trong khuôn viên có hai cây Bồ Đề to. Sau này do bị chiến tranh tàn phá nên năm 1614 chùa được trùng tu tôn tạo trên nền chùa cũ và công đức khắc in vào hai quyển Pháp Hoa Kinh để lưu hành. Đến giữa thế kỷ 18, chùa lại tiếp tục bị chiến tranh hủy hoại. Năm Giáp Tuất đời Tự Đức khoảng năm 1874, Đại sư Thích Nguyên Biểu, tự hiệu Nhất Thiết Đại sư, đến trụ trì và ngài đã trùng tu tôn tạo trên nền chùa cũ gồm thượng điện gồm 5 gian, cho thỉnh thêm tượng Phật mới, chùa hộ, nhà tiêu hương, nhà pháp bảo và cửa tam quan. Đầu thế kỷ 20, chùa Bồ Đề trở thành trung tâm đào tạo tăng ni của thành phố Hà Nội, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Chí Hải đảm trách. Năm 1946, Pháp trở lại gây chiến, trung tâm đã rời đi nơi khác. Năm 1951, thành phố bị lũ lụt lớn, chùa bị sạt lở, chỉ còn lại tòa thượng điện. Năm 1971, chùa một lần nữa được trùng tu như kê kích lại toàn bộ thượng điện và xây dựng lại hậu cung phía sau, nâng cao nền chùa. Năm 1986, chùa được trùng tu nhà tổ, hậu lưu, nhà khách, nhà tăng, nhà bếp cũng như khu vực nhà ở của hơn 50 cô nhi đang được nuôi dạy tại chùa. Các đời trụ trì của chùa Bồ Đề tiêu biểu như tổ Bồ Đề Thích Nguyên Biểu khoảng năm 1836-1906, Hòa thượng Thích Chí Hải 1906-1979, Hòa thượng Thích Tâm Tịch 1915-2005, đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ly sư Thích Đàm Lan từ năm 1956.